Oh my god. Bắn vào đây rồi. Không phải bắn vào đâu rồi. Shop thành soái ca.com, shop thử vận may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều ác Free Fire ngon bổ rẻ, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thành soái ca.com thôi nào. Đường link shop mình để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em nhá. Thì trước khi đến với video ngày hôm nay, mình sẽ vào trong shop của mình quay kim cương để tặng cho anh em nhá. Thì hiện tại shop mình đang tăng tỷ lệ nổ hũ anh em ạ. Tỷ lệ nổ hũ rơi vào khoảng 70 đến 80% tùy vào mức độ nạp thẻ của anh em nhá. Anh em nạp càng nhiều thì tỷ lệ nổ hũ càng cao nhá. Và ngày hôm nay mình sẽ vào trong shop của mình quay xem là có được nổ hũ hay không nhá. Ví dụ như có được nổ hũ thì mình sẽ tặng kim cương cho anh em nhá. Mình sẽ có câu hỏi ở cuối video nên là anh em nhớ là xem hết video này của mình để biết được câu hỏi là gì nhá. Mình sẽ tặng cho 5 bạn trả lời nhanh và chính xác nhất, mỗi bạn là 230 kim cương, với một điều kiện là các bạn phải xem hết đoạn video của mình, bấm like và đăng ký kênh nhá. Thì mình sẽ check xem bạn nào đã làm đầy đủ như thế rồi và trả lời đúng câu hỏi thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn đấy là 230 kim cương nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào trong shop của mình gọi là test nhân phẩm xem là có được nổ hũ hay không nhá. Mình sẽ nạp khoảng 200 đi. Đấy, mình sẽ nạp khoảng 200k để xem là 200k mình sẽ quay được bao nhiêu kim cương nhá anh em nhá. Ok, bây giờ thì mình nạp tiền xong rồi vào quay nhá. Ok anh em, thì mình vừa mới nạp xong 200k vào trong tài khoản của mình. Thì hiện tại mình đang có là 235k. Thì shop của mình vẫn đang có khuyến mại là 10% giá trị thẻ nạp anh em nhá. Thì mình nạp 200k thì được thêm 20k nữa. Thì bây giờ mình sẽ vào vòng quay để quay anh em nhá. Thì đây mình sẽ vào trong vòng quay thiên thần bạch kim đi. Đấy, để xem là vòng quay này có thể trúng được nổ hũ hay không nhá. Đây, có những bạn cách đây 33 giây này nổ hũ 14.000 kim cương này. Nói chung là có những bạn cũng sẽ được 399 này, có những bạn được 699 này. Nói chung là kiểu như shop mình hiện tại đang tăng tỷ lệ nổ hũ ấy, nên là những bạn nào nạp càng nhiều tiền thì càng nổ hũ cao các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử quay xem là với 200k mình sẽ quay được bao nhiêu kim cương anh em nhá. Đấy, thì ở đây có quay một lần 19 kim cương này. Thì mình quay một lần trước các bạn nhá, để xem là ra được cái gì. Thì mình thấy là thường thường là quay một lần thì nó ra được ít kim cương lắm anh em ạ. Đấy, 19.000 thì chỉ được 19 kim cương thôi. Đấy, thế thì mình quay nhiều lần đi. Mình quay 5 lần đi nhỉ. Đấy, chơi là phải chơi tơi bến luôn anh em ạ. Đấy, quay 5 lần đi. Thường thường là mình thấy là shop nào cũng thế, là quay cứ một lần là nó sẽ ra rất là ít kim cương. Nên là bây giờ mình quay 5 lần luôn anh em ạ. Đấy. Thì đấy 999, 37.000 kim cương này. Đấy, nó phải thế anh em ạ. Nổ hũ luôn này, quá đẳng cấp luôn. Rồi, tiếp một lần nữa, 5 lần luôn các bạn nhá. 30 mấy nghìn kim cương là đủ dùng rồi đấy các bạn ạ, đủ dùng rồi đấy. Tiếp nào, 5 lần tiếp này. Đấy, 25.000 kim cương đấy. Có ui, có mấy cái lượt này toàn 219999 này, có hai lượt này đấy. Nói chung là anh em quay kiểu như là anh em quay nhiều lần ấy là nó sẽ được nổ hũ đấy anh em ạ. Thì ok, link shop để dưới phần mô tả nhá anh em ạ. Anh em ấn vào quay luôn, nạp thật nhiều vô để quay nhiều kim cương nhá. Ok, chào tất cả các dân chơi đã quay trở lại với chuyên mục reaction của thành soái ca đẹp trai nhất thế giới. Thì ngày hôm nay tiếp tục với chuyên mục là reaction Free Fire các bạn nhá. Và người ngày hôm nay mình reaction đó chính là bạn Handy FF. Thì trước khi vào video reaction ngày hôm nay, mình muốn nói với tất cả các bạn nào mà đang làm YouTube highlight muốn mình reaction đoạn video của các bạn ấy, thì các bạn cứ comment ở dưới đoạn video của mình. Và mỗi một ngày mình chỉ reaction được một bạn thôi, nên là bạn nào mà mình chưa reaction đến thì các bạn đừng nóng vội các bạn nhá. Các bạn cứ ra thật là nhiều những cái đoạn video thật là hay và chất lượng vào thì kiểu gì cũng sẽ có người ủng hộ cho các bạn thôi. Và mình reaction ở đây ấy, mình giúp các bạn tiếp cận được một lượt khán giả khá là nhỏ, và mình sẽ gọi là nhận xét kỹ năng, và ví dụ như ở trong đoạn video của các bạn mà có cái nào cần cải thiện ấy thì mình sẽ nói cho các bạn để các bạn có thể là ra một cái video highlight nó hoàn thiện hơn các bạn nhá. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ reaction bạn Handy FF các bạn nhá. Và mình cũng rất hy vọng là khi mà mình reaction bạn nào đó thì các bạn hãy ấn vào link dưới phần mô tả qua kênh của các bạn đấy, giúp bạn đấy một like và một đăng ký nhá. Ok, chúng ta cùng đến với đoạn highlight của bạn Handy FF ép nào. Đấy. Thì bạn này hiện tại đang có 309 người đăng ký. Rồi mình sẽ bấm cho bạn ấy một like và một đăng ký luôn các bạn nhá. Rồi. Cùng xem đoạn highlight của bạn Handy FF nào. Đấy. À đủ. Pha này. Ấy à. Pha đấy mà vào đầu được cơ. Căng nhỉ. Được đấy, được đấy, được đấy. Cái bạn này nó ngu được không? Kết bạn liền, kết bạn liền, cái bạn này bắn ghê quá. Có gái các bạn ạ.
Ui. Trời ơi, sao bạn mắc ghê vậy? Nếu mà gặp mình là xong rồi đấy các bạn ạ. Không, mình kết bạn thôi, không làm gì đâu các bạn ạ. Rồi em, gái xem mà gái khen bắn hay như thế là sướng lắm đấy các bạn ạ, thật luôn đấy. Ây à, mà này kéo tâm có vẻ ghê nha. Ui, kéo tâm rất tốt các bạn ạ. Ra đạn nào vào đầu. Ây à, được nha, khoảng cách rất là gần mà bạn này vẫn kéo đầu được. À đây, ui ui, mình thấy là bạn này kéo khoảng cách rất là gần các bạn nhé, mà vẫn có máu đỏ các bạn ạ. Thường thường những khoảng cách như vậy thì nó sẽ ghim chặt vào người mà rất khó có thể kéo lên đầu được luôn các bạn ạ. Thao tác nhanh nha. Ui, gạt vào đỏ, gạt phun đỏ à. Kinh đấy các bạn ạ, bạn này bắn hay đấy. Bạn này bắn rất hay nha. Ồ, có những lúc này bắn lại rất là vàng luôn. Được, nói chung là bạn này bắn hay đấy các bạn ạ. Ây da, khét phết nhỉ. Được đấy, bạn này có kỹ năng đấy các bạn ạ. Đấy, Henzi đẹp dai à. Ây xa, cái tên này khét đấy các bạn ạ. Ấy, oh, oh my god, bắn vào đây rồi, không phải bắn vào đâu rồi. Adu, bắn vào đây rồi. Pha vừa rồi là bắn vào đây đấy, không phải bắn vào đầu đâu, mà headshot. Được, bạn này bắn tốt đấy các bạn ạ. Lộc sao đau à? Biến thái, ôi. nhìn cái quả gọi là gì nhỉ? Tên bí danh của dân chơi là đặt cho các bạn này. Duyên FF này, rồi Lộc sao đau này, rồi biến thái. Ui giời. Cái là bí danh bạn bè đấy các bạn. Handy đẹp trai. Ây da. Ây chà, bạn này bắn hay nha. Được. Amazing good job đấy các bạn ạ. Lộ. Ui. Khét nha. Khét đấy. Bạn này thao tác khá là nhanh các bạn ạ. Rất là nhanh luôn. Không phải khá đâu mà rất là nhanh đấy. Đẳng cấp đấy các bạn ạ. Á đủ. Kinh nha. Được đấy. Đỉnh đấy các bạn ạ, đỉnh đấy. Ui dồi. Hay. Xử lý hay nha. Xử lý tình huống rất là hay nha. Được đấy. Ui. Bạn này lia đầu rất kinh các bạn nhá. Ây à. Ghê phết nhỉ. Ui. Đẳng cấp đấy các bạn ạ, đẳng cấp đấy, bạn này bắn đẳng cấp đấy. Nhanh nha, bạn này xử lý rất là nhanh nha các bạn nha. Ây da. Mình thấy bạn này để tâm rất là cao các bạn nhá.
Bạn này để tâm rất là cao và những cái pha liên đầu gọi là rất là ghê luôn. Bạn này solo à? Ui thôi thôi thôi, solo thì mình không xem đâu các bạn ạ. Rồi rồi đấy, phải những cái đoạn như thế này. Solo mình không bao giờ xem highlight solo đâu, thật, mình nói thật với các bạn luôn. Có thể là các bạn lấy vào cái đoạn highlight để có thể là nó dài hơn một chút, nhưng mà mình thực sự là mình khuyên các bạn là không nên lấy vào. Những cái đoạn solo full đỏ nó rất là bình thường các bạn ạ. Solo full đỏ nó rất là bình thường luôn. Mình chỉ thích xem những đoạn các bạn cân 3 cân 4 xử lý thôi. Kinh đấy các bạn ạ. Đây là góc người xem này. Ui, có người xem ảo nha. Thanh niên này thao tác nhanh mà chơi cái góc người xem là hơi bị hoa mắt đấy. Như là con gái các bạn ạ. Trời ơi. Ây da. Kinh đấy các bạn ạ. Bạn này bắn bạn này bắn kinh đấy. Úi giời. Hai bên vừa đồng chết. Mình thấy là cái bạn này lia tâm rất tốt các bạn nha. Đấy. Mày lia đầu cực kỳ tốt nha. Lia đầu và ăn sọt rất tốt luôn. Bạn này bắn kinh nha, rất đẳng cấp nha. Ui. À đù. Ây da, bạn này bắn khá là khét đấy các bạn ạ. Ui. Rồi xong, ngậm rồi. Đó. Nếu mà các bạn bắn sau can 2 viên, các bạn xác định đè 2 viên thì nó sẽ không thể nào mà phun đỏ giống như kiểu là các bạn kéo giật một phát đâu. Đấy. Các bạn kéo giật mạnh và là nó sẽ kiểu nó dễ vào đầu hơn. Các bạn không tin các bạn cứ thử đi. Tại vì mình cũng bắn M887 suốt các bạn ạ. Đây là góc người xem à. Bạn này lia đầu rất kinh nha. Thật sự với các bạn luôn là chùm lia đầu rồi. Đấy các bạn xem này. Đấy cái này là lia đầu các bạn, không phải kéo tâm đâu. Đây là lia đầu ấy. Đây cũng là lia này. Lia nha, lia rất kinh nha đấy. Cái này lia không phải kéo nha các bạn nha. Kéo nó sẽ có kiểu vuốt lên đấy. Cái này là lia nha. Kinh nha. Lia rất kinh nha. Đây là pha vừa rồi là kéo này. Bạn này headshot cao đấy các bạn ạ. Là headshot cao đấy. Ui. Mình thấy là những cái đoạn M500 ấy thì không nên lấy vào nhiều đâu các bạn ạ. Tại vì M500 thì mỗi một đoạn highlight thì mình nghĩ là nên lấy để một đoạn M500 thôi, một đoạn DE thôi, còn lại những cái pha xử lý sọc căn tiểu liên ấy thì nó sẽ hay hơn đấy. Rồi hết rồi, thank for you watching. Nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha, để mình có thêm động lực làm nhiều video cho các bạn xem hơn nha. Cảm ơn các bạn nhiều rồi, ok nhá. Anh đã bấm like và đăng ký rồi nha. Đấy, ok. Thì cái đoạn video của bạn Handy FF này rất là hay các bạn nhá. Nhiều pha là hơi bị ảo ma Canada nha. Bạn này có kỹ năng đấy các bạn ạ. Nói chung là thao tác cũng rất là nhanh luôn. Và đặc biệt là bạn này có cái khả năng gọi là lia đầu cực đỉnh nha các bạn nhá. Mình thấy là bạn này cứ lia, bạn này đặt tâm cao thì bạn này cứ lia như này là toàn phun đỏ thôi. Rất là đẳng cấp nha. Thì link của bạn Handy mình để dưới phần mô tả cho tất cả các bạn nhá. Qua xem video nhớ bấm cho bạn ấy một like và một đăng ký nha. Rồi nói còn vấp luôn các bạn ạ. Thì ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem đoạn video theo series này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.